Con Ai lấy vậy bốn là tại bao tụi đây con hả? không bao? Bốn bao. Rồi 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 Giờ vô lấy đi. Mấy bao? rồi rồi bốn bao. À. Cô đang nói chuyện với ai? Tôi nói chuyện với bà À. diện À, bốn bao hả? mày, bốn bao ở đó còn dư bao, bao dư bao để qua anh À. Tân, bốn bao Mà lấy không năm sao bao cô luôn, kêu cô bao để qua mượn anh một Tân. bao hả? Kêu cho cô đâu mượn bao. Thôi tao không có mượn ai vậy, bây giờ tao đưa mày bốn bao thì mày còn sáu bao hay không? Mà mày còn thêm 6 bao nữa phải không? Vậy là con có lấy cho mấy bạn nó 10 bao. Nó làm gì nè, nó biết ai nữa mà lấy bạn không? Rồi Tôi đem cho chút tôi bán gì chút nữa mày hai đưa, bao đưa anh không mày đưa cho anh Tân bao nữa, để ngay chỗ ảnh cái bao đặng á, ngay chỗ trước cửa đó. Nó mày để cái bao đi tao bao cái để đâu rồi, cái này của mày đem trước đi, mày đem cái gian trước đi, dòng bao này mày để giùm ảnh đặng. Thì thôi kệ, để ông tự lấy đi. Vậy anh Tân còn 6 bao. 6 bao sao? Còn Dung 10 bao sao ạ? Dung 10 bao với ai nữa? Này chắc cũng Tân thôi. Nè nè mày đâu còn bao nữa nè. Mày mày bốc thêm bao đi qua bên đó. Nãy nãy ông lấy hết mấy 4 bao rồi? Nãy ông lấy 4. Bây giờ 2 là 6. Rồi mày lấy luôn đi.